thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần nói chung và đặc biệt là giải Bông Lúa Vàng nói riêng. Nền âm nhạc dân tộc cụ thể là ca nhạc cải lương đã có nhiều tên tuổi nghệ sĩ được khẳng định và thành danh từ các cuộc thi ca cải lương do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đó là nghệ sĩ ưu tú Tuyết Ngân, nghệ sĩ Tuấn Anh, nghệ sĩ Hải Long, nghệ sĩ Thu Vân, nghệ sĩ Ngọc Thảo, nghệ sĩ Như Quỳnh, Bùi Trung Đẳng, Minh Trường, Hải Long Seri và nhiều nghệ sĩ khác. Với chương trình ca nhạc cải lương đặc biệt hôm nay, chúng ta sẽ có dịp gặp lại một số nghệ sĩ đã thành danh vừa nêu với những bài ca giọng cổ, những trích đoạn cải lương đặc sắc nhất. Và xin quý vị một lần nữa dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng chương trình tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần được đông đảo bà con cô bác gần xa đón nhận. Và chương trình của chúng ta rất cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã liên tục tài trợ chương trình này trong suốt 20 năm qua. Thưa quý vị và các bạn, để làm đẹp thêm chương trình cho các giọng ca, nghệ sĩ và các tác phẩm của chương trình chúng ta hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ban nhạc cải lương hôm nay gồm có các nhạc sĩ Khải Hoàng đàn guitar, nhạc sĩ Minh Thảo đàn kim, nữ nhạc sĩ Mỹ Giàu đàn tranh, nhạc sĩ Hà Tiến đàn violon và nhạc sĩ Thanh Tâm đàn organ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ trong chương trình biểu diễn hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu mời nghệ sĩ Châu Thanh. Vâng, xin chào nghệ sĩ Châu Thanh. Tôi thấy tôi hết sức là ghen tị với nghệ sĩ Châu Thanh. Hôm nay nếu quý vị đồng ý với tôi là nghệ sĩ Châu Thanh ngày càng trẻ ra, hãy dành tôi một tràng pháo tay. Vâng. Châu Thanh xin cảm ơn tất cả quý vị. Khán phòng của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như anh Châu Thanh thấy rất là nhỏ bé, chỉ có vỏn vẹn khoảng 300-400 người thôi. Nhưng từ ở trên những thước vuông sân khấu này có rất là nhiều nghệ sĩ tài danh cống hiến cho bà con cô bác gần xa. Đặc biệt là như hồi nãy tôi nói là chương trình tuyển chọn giọng ca cải lương, rồi chương trình tuyển chọn giọng ca cải lương giải Bông Lúa Vàng đã đi một chặng đường hết sức là có ý nghĩa. Trước khi nghệ sĩ Châu Thanh biểu diễn để phục vụ công chúng gần xa, và có lẽ là đây là một trong những chương trình hiếm hoi vừa trực tiếp phát thanh và trực tiếp truyền hình trên Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và trên hệ thống truyền hình của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Xin anh cho bà con cô bác biết một vài cảm tưởng của anh. Trước khi trả lời những tâm tình của Hữu Lung thì Châu Thanh xin được trân trọng chào tất cả quý vị có mặt trong khán phòng hôm nay cùng tất cả quý vị khắp nơi đang thưởng thức chương trình văn nghệ. Hữu Lương thân mến và kính thưa tất cả quý vị, một niềm hạnh phúc vô cùng mỗi khi nghe điện thoại alo của Đài Tiếng Nói Nhân dân của những cái chương trình do Văn Ngọc và ví dụ như là Thu, mấy em gọi đến thì Châu Thanh rất là vui, vì Châu Thanh nghĩ rằng tiếng nói, tiếng hát của mình từ lâu đã được quần chúng khắp mọi nơi ở trên đất nước biết đến, là phải nói là cũng nhờ Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Lúc ấy Châu Thanh cũng chưa có phải là được biết nhiều như hôm nay, thì cũng nhờ cái Đài Tiếng Nói Nhân dân nên Châu Thanh rất là xem Đài Tiếng Nói là một người ân của mình. Và đây là một cái sân mà phải nói đã đào tạo và đã đưa rất nhiều nghệ sĩ được tên tuổi gần gũi với quần chúng. Vì vậy cho nên Châu Thanh rất vui, rất hạnh phúc được góp mặt trong chương trình hôm nay. Và xin cảm ơn Đài thật nhiều, cảm ơn tất cả quý vị đã dành tình cảm ưu ái với Châu Thanh. Như nghệ sĩ Châu Thanh cũng đã tâm tình với chúng ta được biết là làn sóng của phát thanh chúng ta nó vươn rất là xa. Vừa rồi ở Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã long trọng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Và từ ở sân khấu này, từ ở đất nước Việt Nam chúng ta, từ ở thành phố này, nghệ sĩ Châu Thanh đã trưởng thành và không phải chỉ biểu diễn ở tại Việt Nam mà còn đi ra nước ngoài biểu diễn nữa. Nghệ sĩ Châu Thanh có thể cho bà con quán biết rằng những cái buổi biểu diễn ở nước ngoài với lại những buổi biểu diễn ở tại đài nó có điều gì giống nhau và điều gì khác nhau? Kính thưa tất cả quý vị,
Làm nghệ sĩ thì được phục vụ ở nước ngoài hay là ở trong nước, mà mỗi nơi đều có sự ủng hộ của tất cả quý vị, đó là một điểm hạnh phúc vô cùng. Và Châu Thanh thì cũng có duyên được đi nước ngoài rất nhiều lần. Thì Châu Thanh cảm thấy rằng trong cái không khí mà những người có mặt để ủng hộ là cái tình cảm họ nồng nàn giống y như nhau. Vì nếu không yêu mến cải lương thì chắc chắn họ không đến đây. Cũng như Châu Thanh đến nước ngoài cũng vậy. Nếu quý vị đó không yêu mến nghệ sĩ cải lương thì không bao giờ họ đến để xem, vì thời gian ở nước ngoài họ rất là bận rộn. Vì vậy cho nên Châu Thanh cảm nghĩ rằng ở nước ngoài và trong nước mình, tất cả tình cảm ưu ái của quý vị dành cho nghệ sĩ đều giống y như nhau. Đó là Châu Thanh cảm nhận. Ý tôi nói là gì cũng có điều khác. Không biết ở nước ngoài sao. Chứ thường thường tôi đi nước ngoài, người ta đi coi hát phải tốn tiền. Đúng không? Còn chỉ ở đây là đi coi hát không có tốn tiền. Không biết cái này có đúng không ạ? Dành tràng pháo tay đó chứ. Tại vì sao? Bởi vì là ở nước ngoài tôi nói bà con cô bác, tôi đi lần rồi, tôi không muốn đi nữa. Ăn tô phở 500 ngàn, trong khi ăn tô phở đây có 50 ngàn là ăn cũng xì khói rồi, đúng không? Còn đi coi, tôi nói quý vị là vô coi ngồi máy lạnh như thế này là tốn ít nhất là khoảng 20 đô la. Đúng không? Không có, phải nói là từ 50 là thấp nhất. 50? Dạ, 50 đô la. 50 đô la mà quy dạ. Theo giá đô bữa nay là nhiêu ta? Là 2.250.000. 2.200.000 đồng. Đúng không? Còn quý vị coi ở đây có tốn tiền không? Có không? Vậy là ở đây coi nó hay hơn ở bển, đúng không? Đúng không? Rồi, hay rồi. Rồi, tôi nói chơi vậy chứ để quý vị biết là gì, là ở Việt Nam chúng ta có những cái rất là hay. Đúng không? Đáng lẽ ở đài lấy tiền, nhưng mà thôi lấy tiền chi, cho nó mang tiếng, đúng không? Coi, người ta gọi là gì, coi chùa. Không, nói như thế là... Chiêu đãi. Bây giờ mình gọi là coi không lấy tiền là coi như chiêu đãi. Mà không phải một năm, 20 năm. Quý vị cứ tự tưng 20 năm mà tuần nào quý vị cũng ghé đây là coi như là sắm xe hơi đi được rồi. Đúng không? Do đó cho nên là chẳng những là nghệ sĩ Châu Thanh là cảm ơn, mà tôi đề nghị bà con cô bác gần xa hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn đầy tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, giờ coi như là giao đãi như thế để mình thấy mình sướng, đúng không? Rồi, sắp tới là quý vị thấy là ở hội trường này sẽ có coi như là trang trí là đẹp hơn. Bữa nay quý vị thấy nó mát hơn, đúng không? Đúng không? Mai mốt là tôi đang tìm một cái hãng cà phê tài trợ tới coi, chẳng những không tốn tiền còn chiêu đãi cà phê. Quý vị đồng ý không? Tại vì sao vừa coi cải lương, vừa uống cà phê, đúng không? Nhưng mà tại vì tôi tính thêm bánh ngọt nữa, nhưng mà sợ bà con cô bác bị tiểu đường, thôi uống cà phê thôi. Rồi thôi vậy là bây giờ nghệ sĩ Châu Thanh có rất là nhiều cái tiết mục hấp dẫn lắm. Bây giờ bà con cô bác thích tiết mục nào thì nghệ sĩ Thanh sẽ ca. Hả? Người tình trên chiến trận hả? Hả gì? Bây giờ là nghệ sĩ Châu Thanh thích hả? Vụ án Mãn Ưu hả? Ông phải xử hoài mệt quá, thôi có bài đi khác đi. Hả? Bài tự chọn đi ha. Thôi bài tự chọn. Hả? Thôi bài tự chọn đi ha. Coi giờ là thích gì hả? Phải công nhận là cái bộ đồ này hay thiệt á. Hồi nãy lúc trên sóng tôi tính chơi bộ đồ giống vậy, nhưng mà tôi thấy xấu quá, thôi cho chơi vậy cho nó chắc. Hôm nay tôi làm nền để cho bộ đồ này lên ha. Rồi, mai mốt á, mà tay nghệ sĩ thường đồ đạt nhiều lắm, mai mốt mà nếu cái này nó dài đó về hưu để tôi mặc tôi phục vụ bà con. Rồi. Sở hữu lưng không nhận thôi chứ nhận mình sẽ tặng nguyên bộ đồ mới luôn nữa. Rồi xin mời bà con cô bác hãy lắng nghe phần biểu diễn của nghệ sĩ Châu Thanh. Kính thưa tất cả quý vị, một bài hát mà cũng nhờ trên đài phát thanh này mà Châu Thanh đã được khán giả khắp nơi yêu mến. Một bài ca rất nổi tiếng của nghệ sĩ ưu tú, cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ. Bài hát được mang tên Nụ Hồng. Nhạc Trần Hồng Bích và lời giọng cổ của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Vũ xin trân trọng gửi đến tất cả quý vị. Và để cho không khí thật rộng ràng,
xin trân trọng mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúng ta chúc sức khỏe nhau quý vị ơi.
Vâng. À, bây giờ là bà con cô bác đợi chút xíu tiếp ha. À. Luôn anh. Làm luôn ha, làm luôn. Vì nghệ sĩ đang hát mà nó mất hứng. À, mất hứng à. Dạ, đang bà con đang hào hứng cho mình cũng hứng nữa. À, bây giờ là bà con cô bác thôi vì lúc này vụ án nhiều lắm, thôi mình xét xử vụ án Mãn U ha. À, được không? Sẽ có một bài hát rất mới và Châu Thanh sẽ hát cùng với Phượng Hằng. Rồi. Quá dữ. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn thưởng thức phần song ca giữa nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và nghệ sĩ Châu Thanh. Phượng Hằng xin kính chào quý vị đại biểu và quý vị khán giả đang ở trong hội trường và đang nghe đài. Xin chúc quý vị có một sức khỏe và chúc quý vị có một xem chương trình thật là vui. Xin cảm ơn. Và bài hát Châu Thanh và Phượng Hằng gửi đến quý vị là một bài ca rất nổi tiếng, nhạc của Minh Kỳ và lời dụng cổ của Long Thảo. Bài hát được mang tên Mưa trên Phố Huế. Và xin trân trọng mời tất cả quý vị dành cho ban nhạc chúng ta một tràng pháo tay nồng nhiệt quý vị.
chiều hoa hè cùng nhau sân đường mưa lá bé trên phố lá đàn ngày mình chia tay mưa bụi hắt yêu buồn trên phố của mình em đêm có thương tìm thêm dài nỗi mơ chẳng đoạn không đơn nghe câu hỏi đây mà chân lòng thương nhớ à ơi mưa bụi gió bay trời đài hai đứa trời đài hai đứa lá ngoài hai quang nặng nỗi mong chờ từng giọt mưa rơi từng dòng lệ nghe nhau tiếng ai hát à ơi trong gió nghe nào nùng đây thôi đây khổ đêm
Kính thưa bà con cô bác, bây giờ có rất là nhiều bà con cô bác là muốn nghe lời tâm sự của nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, là vừa là một nghệ sĩ ưu tú biểu diễn trong buổi chiều hôm nay, mà nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng còn xuất hiện với tư cách là hội đồng giám khảo để chấm điểm. Chắc chắn là sẽ có nhiều cái cảm tưởng khi biểu diễn và dự khán ở khán phòng này. Phương Hằng có thể nói một vài điều cho bà con cô bác gần xa được biết. Dạ, trong những buổi vừa qua thì Phương Hằng cũng có tham gia trong ban giám khảo để mà chấm thi cho các thí sinh. Và Phương Hằng thấy bây giờ thì Phương Hằng cũng rất mừng vì lớp trẻ đã yêu mến môn nghệ thuật cải lương mình và từng bắt đầu các em chập chững từng tài tử cải lương câu vọng cổ để mà các em còn nối bước theo để mà thành một người diễn viên đứng trên sân khấu. Cho nên là Phượng Hằng thấy có lớp trẻ tham gia nhiều, rất là nhiều, thì Phượng Hằng cũng rất là mừng cho cái môn nghệ thuật của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, bà con cô bác gần xa, thân chúc Phượng Hằng và nghệ sĩ Châu Thanh sẽ ngày càng giữ mãi cái sự trẻ trung trên sân khấu. Có nghĩa là có cái lớp trẻ nó thay thế mình, nhưng mình cũng vẫn còn trẻ. Đó. Có nghĩa là đến mức nào đó tự nhiên người ta gọi là cái tuổi hồi xuân. Lớp trẻ thay thế, nhưng mà mình cũng trẻ trung như trẻ, phải không? Đúng rồi. Đúng không? Chứ còn là mình không có già, vì nghệ sĩ ít bây giờ già lắm, chỉ có trẻ thôi. Có nghĩa là mình chuẩn bị già cái mình hồi xuân mình trẻ lại. Thì bà con cô bác vỗ tay ha. Châu Thanh và Phượng Hằng xin trân trọng chào tất cả quý vị và xin cảm ơn tình cảm nồng nhiệt quý vị đã dành cho Châu Thanh Phượng Hằng. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Châu Thanh và nghệ sĩ Phượng Hằng. Cảm ơn ban nhạc đơn hay quá. Quý vị thấy những người này hết sức là thầm lặng. Quý vị thấy là thường thường là các nghệ sĩ tên tuổi, các hay cỡ nào, nhưng mà dàn đờn tụi tôi không có rước là thua, đúng không? Do đó cho nên là hãy cổ vũ và chúc sức khỏe các nghệ sĩ tài năng của chúng ta. Ở đây quý vị thấy không, mấy cái đàn này, đặc biệt cái đàn Viêu Long này là ở nước ngoài nó dòm nó sợ lắm. Nó sợ là đây, cái này là biểu diễn là nhạc cụ Tây, như Qua Ta Thành Ta. Cái nhạc cụ thứ hai là cái cây đàn này, đúng không? Cây đàn này là cây đàn guitar. Cuối cùng mình móc cái nó thành cây đàn của mình. Việt Nam mình hay lắm. Có là biến cái của ta thành cái của mình. Cái đàn này organ nè, đúng không? Cái người mà chế ra cái đồ găng này không nghĩ rằng cái đờn này đờn giọng cổ được, đúng không? Đâu em đờn câu giọng cổ bằng ngọc găng cho bà con quán nghe biểu diễn chơi cho rồi. Tại chương trình này nó có tàng hình nữa đó. Biểu diễn từ từ thử. Khoan, biểu diễn phải có người ca chứ, có cần người ca không? Thôi ca thử nha. Anh được cái đợt này ghê lắm, nó thế cái đợt anh luôn đó. Thôi hết rồi, mệt quá thôi. Nói chứ giờ rồi quý vị biết cái người dẫn chương trình đó là như khi trời nó nóng nó hơi tẩn chút xíu, đúng không? Do đó cho nên là bà con cô bác cũng niệm tình tha thứ. Bây giờ có một cái một nghệ sĩ cũng trưởng thành từ sân khấu này. Ở đó không ai biết hết á, cái đậu cái bắt đầu ta biết. Đó là nghệ sĩ gì mà ta? Hả? Đố của bà con cô bác là tôi sẽ giới thiệu nghệ sĩ nào? Hả? Thôi giờ giới thiệu hoài đó, bây giờ là nghệ sĩ này sẽ ra ca luôn rồi quý vị biết là đó là ai. Đó. Đó. Rồi. Mà nhiệm vụ tôi á, tôi vừa rồi á, là bà con cô bác có người viết thư là góp ý tôi rồi. Nói ông cứ làm gì cứ vỗ tay xin tràn pháo tay hoài, đúng không? Do đó cho nên là tôi nói là gì, là tại vì ở đây là chương trình trực tiếp truyền hình và trực tiếp phát thanh, đúng không? Do đó trên truyền hình á, thì người ta thấy hình, còn á, là truyền thanh thì phải nghe. Do đó cho nên là bà con giúp tôi ha, tôi không có xin nữa ha, tự cho nha. Và bây giờ là phần biểu diễn hết sức độc đáo của một tiết mục mà bà con cô bác rất quen thuộc, đó là Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà. Mời Võ Đông Sơ bước ra sân khấu.
đâu về bằng trong cơn chiến tranh. Đưa tin nào ai ra kia cách chờ hằng đời. Nói nữa chi thế trời ơi bãi xa cơ giữa chiến trường tỏ tiền nắng gió đông sơ đành chia tay dành những viên bạc xây hồ nắng mồ
tiếp nữa. Khoan khoan từ từ, cái gì tiếp? Mặc đồ này nóng không? Mặc đồ này nóng không? Tuấn Anh nóng ạ. Bây giờ hỏi Tuấn Anh là Tuấn Anh đoạt giải năm mấy, nhớ không? Tôi chắc cũng gần 20 năm rồi đó. Dạ, anh Hữu Luân nói thì chắc có lẽ hơi lâu rồi. Lâu hơn rồi. Năm, hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm. Hơn 20 năm tại Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố mình, Hồ Chí Minh mình, dạ. 20 năm là lúc đó là chắc còn nhỏ lắm ha. Dạ, lúc đó còn hơi được nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ, bây giờ cũng còn nhỏ đúng không? Giờ thì cũng hơi lớn lớn. Vâng, nói như thế để bà con cô bác biết là đây là cái sự trưởng thành ở tại những cái thương quân sân khấu này. Với rất là nhiều công lao của các thế hệ lãnh đạo Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các biên tập, các nhạc sĩ và nhiều anh em về nhân viên kỹ thuật để đưa và đảm bảo làn sóng của đài đến với bà con cô bác gần xa. Thay mặt ban tổ chức chúc nghệ sĩ Tuấn Anh ngày càng trẻ mãi và sẽ đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ bà con cô bác. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn bà con. Xin hội ngộ một chút xíu nữa. Dạ. Hôm nay là không có thi. Hôm nay chỉ báo cáo biểu diễn cho bà con cô bác biết là qua bao nhiêu năm, bao nhiêu cuộc thi, chúng ta có bao nhiêu nghệ sĩ. Tất nhiên không thể nào giới thiệu hết các nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần cũng như là tuyển chọn giọng ca cải lương giải Bông Lúa Vàng. Bây giờ tôi xin giới thiệu với bà con cô bác gần xa, hai cha con đi thi. Người cha đi thi đậu rồi, rủ đứa con đi thi tiếp, cũng đậu luôn. Ở tại An Giang, quý vị biết rồi. Đó là nghệ sĩ Khánh Văn và nghệ sĩ Kim Thoa. Mời quý vị hãy gặp gỡ Khánh Văn và Kim Thoa. Vâng, hai cha con bước ra sân khấu. Kim Hồng, quên rồi. Khán giả nhắc luôn. Quên, tại Kim Thoa là con của ông khác, không phải con ông này. Kim Hồng, mời hai cha con biểu diễn, rồi sau đó là chúng ta sẽ tâm sự sau. Hãy cổ vũ một tràng vỗ tay cho Khánh Văn và Kim Hồng. Tôi sẽ
Sao lạ vậy em? Vì tôi thấy suốt một buổi chiều mưa không dứt ông ngồi co ro bên manh chiếu ranh ôm chiếc đàn giao bàn tình ca nhạc tuy sầu nhưng chẳng có người nghe chắc ông đang mệt lạ vì đói ương thiếu bao phải chốt một ngày thu mưa gió âm u qua từng cơn lá đổ tôi ngồi có ro bên hè vô vắng không một bát cơm để đỡ già no lòng ai cũng tin rằng
cha đã chết. Nhưng không, cha vẫn kéo dài kiếp sống như cuộc đời quan nghiệp, nên ngày nay mới còn gặp lại đứa con yêu. Con ơi, mái nhà thân yêu của mình có lẽ điêu tàn chết đổ phân thiêu, còn mẹ con đâu? Mẹ con có còn ngồi nơi quán nhỏ bên vệ đường? Cha ơi, mẹ con đã vĩnh viễn ra đi khi vườn sầu riêng bắt đầu thơm hoa kết trái. Bởi mòn mỏi sầu tư trong tháng đời năm chờ. Con đưa cha đi.
cả nghe con kể hết một chuyện tình tan giờ. Vừa rồi chúng ta thưởng thức một cái trích đoạn cải lương do hai cha con Cảnh Giang và Kim Hồng biểu diễn. Trích đoạn này là một trích đoạn rất là nổi tiếng của nghệ sĩ nhân dân soạn giả Diễn Châu. Hy vọng rằng với phần biểu diễn vừa rồi đã thỏa đáp được một phần nào đó sự thích thú cũng như là sự trưởng thành của các thí sinh mà bây giờ đã trở thành những nghệ sĩ giữ gìn những cái làn điệu ca nhạc cải lương để đem đến cho chúng ta những giây phút hết sức là thanh thoát, vui vẻ trong mỗi buổi chiều thứ bảy. Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp truyền thanh và truyền hình trên kênh AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh và trên HTV1 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này được sự tài trợ bởi thương hiệu Đầu Trâu thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trân trọng thông báo, nhằm đảm bảo sản phẩm phân bón Đầu Trâu đến tay bà con nông dân với chất lượng tốt nhất, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, các sản phẩm phân bón Đầu Trâu sản xuất tại nhà máy phân bón Bình Điền Long An sẽ có một số thay đổi trong đóng gói bao bì như sau: 1. Ngày sản xuất in trực tiếp ngoài vỏ bao có kèm mã truy xuất nguồn gốc. 2. Sử dụng ép nhiệt miệng bao ni lông bên trong có in chữ Đầu Trâu thay cho dây rút nhựa. 3. Ngày sản xuất có kèm mã truy xuất nguồn gốc in trực tiếp ngoài vỏ bao thay cho phiếu KCS không còn sử dụng bên trong bao. Nay xin thông báo cho quý khách hàng và bà con nông dân được rõ. Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần năm 2016 diễn ra vào lúc 14 giờ đến 15 giờ 45 và mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần tại Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh với nhiều độ tuổi khác nhau đến với cuộc thi để được thể hiện tài năng của mình qua các thể loại như đơn ca, song ca, ca hài, trích đoạn cải lương. Cuộc thi giọng ca cải lương hàng tuần năm 2016 được phát thanh trực tiếp trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý khán giả đón xem. Trở lại phần dự thi của các thí sinh. Tôi xin lỗi, trở lại chương trình của chúng ta. Chiều hôm nay là các em không có dự thi mà các em sẽ biểu diễn để phục vụ bà con cô bác. Và như tất cả chúng ta đều biết, sau buổi biểu diễn chiều hôm nay, tuần sau chúng ta sẽ dự khán buổi chung kết xếp hạng cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đợt 3 năm 2016. Và sau đợt 3 năm 2016, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyển sinh để tạo điều kiện cho các bạn nghe và xem đài gần xa đăng ký dự thi. Và chúng tôi xin trân trọng thông báo là vào ngày 22 tháng 9 năm 2016, 22 tháng 9 năm 2016, tại Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Anh Chiểu sẽ diễn ra là buổi thi sơ kết của các bạn dự thi đợt 4 năm 2016. Các bạn đã vào vòng chung kết tuyển chọn giọng ca cải lương giải bông lúa vàng hoặc tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần sẽ được tuyển thẳng vào vòng bán kết. Các bạn ở xa có thể đăng ký qua số điện thoại 0964746356 gặp cô Anh Đào trong giờ hành chính. Tôi xin đọc lại. Các bạn có thể đăng ký qua số điện thoại 0964746356 gặp cô Anh Đào phòng hành chính để đăng ký. Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức một trích đoạn cải lương rất là nổi tiếng qua nhiều thập kỷ do soạn giả Yên Lan và đặc biệt là do hai nghệ sĩ trưởng thành từ tuyển chọn giọng ca cải lương giải bông lúa vàng và tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trích đoạn Máu Nhuộm Sân Chùa, soạn giả Yên Lan, do hai nghệ sĩ Tuấn Anh và Kim Thoa biểu diễn. Và sau đây xin mời bà con cô bác hãy cổ vũ một tràng vỗ tay thật như nồng nhiệt cho trích đoạn Máu Nhuộm Sân Chùa. Cánh này ngàn chân sâu, mái
kia, ông là ai? Thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp xương hàng gió tuyết trở về đấy. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Kể cho tôi nghe một câu chuyện. Nhưng chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đang tình. Đêm qua tôi có về ngã nơi họ tiếng cười, thì mới thấy tên người con gái đã xa. Một giấc mơ buồn bã, đôi một chiều nào có dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đang trên. Tiếng nói có là để lắng nghe
trách hờn đắng cay nát lòng. Mãi đôi trời xa vắng, tan tác như bèo mây. Nhìn nhau phút này thôi, chẳng xa đời nghe ơi. Tâm ơi từng bước chân xa như đôi trời vĩnh biệt, tâm ra đi gửi sầu sương tuyết nha, trở lại vòng quê nghe chết lành tâm hồn. Được cái nón trả lại rồi. Dạ. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị thật khỏe thật nhiều. Tất cả mọi người đều an lành bình yên và sức khỏe phát tài phát lộc. Dạ. A Di Đà Phật. Quý vị, quý vị thấy là ca nhạc tài tử cải lương hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Hồi đó tôi đâu có biết ca cải lương đâu. Tôi giới thiệu hoài riết tôi biết ca. Bây giờ bắt đầu mắc ca rồi đó. Nhưng quý vị cho phép tôi ca câu ha. Đó, nhưng mà tự nhiên mắt ca nó sẵn đi chứ. Rồi. À, bây giờ mình tại cái nhiệm vụ tôi là người dẫn chương trình chứ đâu phải là ca. Đúng không? Cho đó cho nên là với nhiều lời yêu cầu càng chút thôi. Đó, biết rồi đúng không? Ừ. Nặng tình xưa.
Nhạc tài tử cái lương ta nó tuyệt vời lắm. Tôi nói là gì là ở đây là bà con cô bác, đặc biệt là các bạn trẻ, càng câu vô cổ thôi, mai mốt đi nước ngoài, đi qua Mỹ, đi qua Nhật ha, đi là chơi một câu vô cổ là số 1. Tôi biểu diễn rồi. Là tôi ca cái bài Nắng Tình Xưa đó, gió coi, tôi qua Nhật không biết tiếng Việt Nam, nghe khóc. Cái đó mới dữ. Tôi hết sức ngạc nhiên. Hỏi hiểu gì không? Không hiểu. Mà không hiểu mà ta nghe ta khóc. Do đó cho nên là cái âm nhạc nó ghê gớm lắm. Do đó tôi thuộc cái bài đó, thuộc hoài. Mà tôi hát 1000 lần là tự nhiên nghe là ta nghe ta khóc. Mà không phải ở Nhật không, tôi qua Pháp tôi ca cái bài này người ta nghe không khóc. Vừa rồi tôi qua Ý nghe cũng khóc luôn. Tại vì sao? Bởi vì khi mà qua Ý cái ở Venice á, là nó có những cái chiếc ghe, nhưng mà cái ghe nó hiện đại lắm, nó có máy rồi nó vô mặc đồ lịch sự, nó hát gọi là opera, hát tôi vô ngồi Venice, một cái thành phố mà trên nước vô ngồi tôi hát, đứng nó hát, sole mio, đứng nó hát để vô ngồi ta vỗ tay, vô ngồi, tôi nghe tự nhiên máu văn nghệ nổi lên. Tôi cũng đứng trên chiếc gọi là chiếc tàu giống chiếc xuồng rồi đó, nhưng mà nó hiện đại hơn. Tích xưa thiếu phẫu quá hòn giống nghe này, vỗ tay quá hay luôn. Do đó cho nên là tôi nói là sắp tới mình hội nhập trên thế giới mình phải có đồ chơi, đúng không? Mình bắt chước người ta, bắt chước sao lại. Do đó cho nên mình chơi hàng độc. Do đó cho nên là tôi nói với quý vị là ở đây là khi mình đi mình mới có sự so sánh. Mình đi nước ngoài, tôi đi nước ngoài cũng nhiều lần. Ở chỉ có Việt Nam mình chơi kiểu này thôi. Đúng không? Vàng đờn ở đây, ca dưới Cà Mau. Hết sức là ngạc hỏi. Mà ca trúng nhịp mới hay chứ. Mấy lần mà tôi giao lưu, tôi mới hỏi là có nghe đờn không? Không. Là mấy trăm cây số mà ca ở dưới mà đờn ở đây. Ở thế giới chưa có. Và tôi nghĩ là đó là cái điều kỳ diệu mà ca nhạc tài tử cải lương của chúng ta là năm 2013
mà UNESCO mới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của toàn nhân loại. Và đó là vinh dự ghê gớm lắm. Do đó cho nên là nhiều khi cái công việc mà mỗi buổi chiều thứ bảy quý vị ngồi ở đây, tôi đứng đây tôi nói hoài, rồi là ngài Quỳnh Khải cứ ở trển cũng cứ chấm hoài, coi thì nó hết sức là gì bình thường. Rồi các nghệ nhân của chúng tôi là ngồi nè đờn hoài từ ngày này qua ngày khác, nhưng nó có ý nghĩa hết sức quan trọng là giữ gìn được cái di sản này. Tại vì sao? Nếu không có những người như thế này, nếu không có những soạn giả, không có những người nghiên cứu âm nhạc như thầy Bình Khải, rồi các soạn giả Hùng Tấn và một số người, nếu không có khán giả thì cái loại hình này nó sẽ biến mất. Nếu không có mấy em nhỏ nhỏ, mấy em già rồi mình chuyển hộ khẩu, sống ngoài ai chịu nổi. Rồi đem đi hết, rồi cuối cùng là không được. Do đó cho nên là cái ý nghĩa của nó như vậy. Tôi mong rằng là ngày nào tôi còn thở, ngày này tôi ca nặng tình xưa, thì tôi sẽ gắn bó với bà con. Bữa nào mà thấy tôi biến mất là một là tôi bệnh, hai là tôi đi đâu. Nhiều khi tôi đi đâu tôi cũng không biết nữa, đúng không? Lâu lâu tôi cũng phải vô bệnh viện thăm mấy bác sĩ, đúng không? Chứ đây chứ có bác sĩ mà không có người bệnh thì đâu còn làm bác sĩ, đúng không? Do đó bác sĩ cũng mong là có bệnh nhân nhiều, đúng không? Để vô để chữa. Do đó mỗi người có nghề, chỉ có nghệ sĩ là sướng thôi. Thầy Quỳnh Khải ngồi ở đây thôi, vô rồi thắt cà lạp ngồi rung đùi. Mà ổng rung một cái là gì? Nhạc là kêu cái cốc. Hay vậy đó. Rồi bây giờ là tôi sẽ mời mời anh Khánh Văn bước ra sân khấu. Anh Khánh Văn. Đây, anh này là ở An Giang. Quý vị thấy không? Là quá dữ luôn. Do đó cho nên là tôi mới nói với quý vị là gì, ở ca nhạc cải lương á, tài tử quý vị sẽ thấy một điều như thế này. Ca sĩ nhạc nhẹ đó thường thường nổi tiếng giỏi lắm 10 năm. Hết rồi. Phải không? Nhạc sĩ Quỳnh Khải, ca sĩ nhạc nhẹ đó nổi tiếng khoảng 10 năm hết rồi. Nhưng mà nghệ sĩ cải lương á là cỡ chị Lệ Thủy năm nay gần 70 tuổi, anh Minh Dương gần 70 tuổi, ca vẫn ngon lành như thường. Điều gì làm việc điều này? Đó là bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cái điều gì nó gần gũi với dân tộc, nó sẽ mãi mãi trường tồn. Do đó cho nên đó là cái điều mà nhiều khi á là các nghệ sĩ chưa có nghĩ tới, nhưng chúng ta sẽ thấy cái điều này. Thí dụ như là anh Khánh Văn nói cho hồi đó là ảnh lên đây ảnh đâu có tiền mua bê tông, đúng không? Bây giờ sắm vàng rồi, từ lúc rồi bắt đầu là đoạt là bông lúa vàng là tự nhiên có vàng đó. Do đó cho nên ở dưới tôi mới hỏi là vì chạy show nhiều, người này mời ha, rồi ca phục vụ cho nó vui. Cho nên làm cái nghề này á, là tôi nói quý vị á, là gì, làm nghề này là tích đức dữ lắm đó, đúng không? Tôi nói thì á, là ở đài bồi dưỡng tôi có tiền để tôi nói tiếp, còn này ông ca có tiền, đúng không? Do đó cho nên là thôi ráng giữ giọng ca nha. Rồi giờ là có cảm tưởng gì nói với bà con của bác biết ơi ha, vừa mình đoạt giải ha, rồi cái con mình cũng được giải nữa ha, rồi đứng ở đây nó thiêng lắm nha. Ở đây là anh đứng ở đây là cái hình của anh nó bay túa ở trảnh đó. Thì cảm tưởng của anh như thế nào, anh nói cho bà con bác biết đi. Xin cảm ơn anh Hữu Luân. Thì cũng xin thưa với quý vị là cũng rất hân hạnh, cũng từ cái hội thi giải bông lúa vàng mà ở đây đài biết Khánh Văn mời đến đây phục vụ cho quý vị, mà quý vị còn ủng hộ vậy thì rất là cảm ơn. Không biết nói lời nào hết thì chỉ xin là ngàn lần cảm ơn. Tôi là người dẫn chương trình, tôi nói ông ca đi, ông muốn ca gì ông ca ha, làm sao coi cho được là làm. Anh Hữu Lương này anh ca cái lớp cái táo lớp mà gì nặng tình xưa, ông dứt cái câu chót nghe dữ quá ha, Quỳnh Khải phải nói là quá hay. Khánh Văn xin gửi đến quý vị một cái bài ca cổ, cũng rất lâu Khánh Văn không có hát, nhưng cái bài này đạt cái bông lúa vàng 2003, đó là bài ca cổ được mang tên Bâng Khuâng Mùa Hạ của tác giả Quỳnh B. Tiếng ve sầu khẽ gọi hè sang, lòng bâng khuâng nhìn màu hoa
rực cháy. Phượng Dĩ ơi, đỏ sao mà đỏ vậy? Mang mát lòng nhau, mãi phải cách xa rồi. Nhìn cánh phượng rơi mới hay phút chia tay, mang nỗi nhớ niềm thương theo chân trời vào hà. Để tiếng ve ngân nhớ ai buồn nhẹ nhẹ đếm thời gian khi mùa hạ đến bên.
trắng nào đã tở mở bên sân, áo trắng nào ngẩn ngơ bên trang thơ cánh buồn. Giọt buồn nào trên mi còn dương dương, nhìn sát buồn trời cánh cổng khép lại rồi. Che sầu nức nở gọi hè sang, hạ trắng vẫn quân về đâu mà vội vàng. Để tình yêu bay vào muôn vàng ngà, áo trắng học trò đi xây dựng quê hương. À, xin cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn anh Khánh Giang ha, cho tôi gửi lời thăm bà con cô bác ở An Giang. Vâng, trong chương trình này quý vị biết là gì, là ngoài cái sự hấp dẫn của nghệ sĩ nè, thí sinh nè, còn bất kỳ khán giả ngồi ở đây ai cũng biết hát câu gì cỏ. À, giờ là anh trở về đơn vị gốc ha. Rồi cái này đem từ dưới lên đó. Nhưng mà, giờ trên đây đâu có, nhưng mà cái này cũng giữ nè, cái này giống cái khúc. Đó, đem lên thì có gì là vớt luôn. Lúc này nhiều khi có ai mà xui mà chôm đồ nữa là ổng vớt luôn á. Nó giống như là côn khúc vậy đó. Đó, cái này mới nha, này mới. Cũng như thưa quý vị là cái này mướn thợ làm. À dạ. Này làm ba để vô cặp mới được. À, đó, cho nên nó gấp từ khúc, thấy vậy nó gấp từ khúc. À, vậy là quà sẵn quảng cáo luôn. Ở đây có đài truyền hình quảng cáo ha. Rồi. Có một điều như bà con cô bác biết á. Mà ở đây các nhà nghiên cứu trong đó là có thạc sĩ chuẩn bị là bảo vệ tiến sĩ rồi. À, tiến sĩ là quý vị biết là trong các học hàm học vị tiến sĩ là đụng nóc rồi. Mà trong chúng giang hồ gọi là thạc sĩ là thèm sướng, tiến sĩ là tự sướng, tự mình sướng. Do đó cho nên là đa số bà con cô bác nghe chương trình này ai cũng biết hát ít nhất một câu dòng cổ bằng bà Cải Lương. Do đó cho nên là những nhà nghiên cứu người ta nói rằng là sân khấu cải lương có thể không sáng đèn, nhưng ca nhạc tài tử cải lương thì coi như sáng coi như từ tối đến sáng luôn. À, coi như là quý vị mà cứ ra ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh là gì, là đờn ca tài tử. À, có nghĩa là vui đám cưới cũng ca, mà đám hỏng cưới cũng ca, đám giỗ cũng ca, đám ma cũng ca, đám ma vị ca còn sung nữa. À, tại lúc đó là gì, do đó cho nên là nhiều người ở miền Bắc vào đây hết sức ngạc nhiên. Nhưng qua đó một cái văn hóa miền Nam là gì, khi mất đi nó vẫn có một cái niềm vui, coi như hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải mất rồi cứ khóc lóc rồi nó cũng con người ta là ai cũng chết, ai cũng chịu khẩu hết, sống mà ai chịu nổi, đúng không? Cho nên khi mình mất đi thì có phải nghe nhạc mới đi. À, quý vị thấy không có cái đám nào mà không có đám ma nào không có nhạc hết đó, có nhạc mới đi, không có nhạc không chịu đi nha. Tôi nói do đó cho nên cái âm nhạc nó ghê gớm lắm. Mà lúc mà tôi gặp giáo sư tiến sĩ Trần Khê nói hay lắm. Do đó thì tôi có thể chứng minh là ở đây có anh Hiếu Bạc Liêu đâu rồi. Ở trên mới gọi điện thoại tôi là bằng iPhone 7. Ở Cà Mau hả? À, vô ngồi ở trên đó, nhưng mà mà lên. Ở trên linh thiệt, vô ngồi. Đây là anh Hiếu Cà Mau. À, quay đây. À, đây là cũng bà con với là công tử Bạc Liêu, tại vì là Bạc Liêu mới tới Cà Mau đúng không? Rồi giờ thời gian không còn nhiều, bây giờ là anh ở dưới anh làm nghề gì? Em ở Cà Mau thì làm cái nghề nuôi trồng thủy sản anh Lương ơi. À, thủy sản là nuôi tôm hả? Dạ. Ông nuôi con tôm mà còn con gì nữa? Dạ cua. Con gì nữa? À, mới đây ở Cà Mau mình giờ phát triển nuôi con dợp nữa anh. Con dợp nữa. Nhưng mà giữa con dợp con ai biết là con dợp giống như con ốc vậy? Nó bự hơn ốc không? Rồi. Cái này là tôi ở cái đó là nhậu là uống ngon lắm đúng không? Dạ. Cái này nhậu đu đế là nhậu gì? Cái đó thì rượu đế ngon hơn cái này. Rượu đế hả? Giờ tôi hỏi thiệt nè. Ông ở dưới là cái tửu lượng ông là mỗi lần mà chơi cái nhận ba con dợp là ông mấy xị? Tôi hỏi thiệt. Cái này tôi không có gọi là hô hào cho cái việc uống rượu. Đúng không? Nhưng mà tôi hỏi tại tôi thấy cái mặt ông cũng vô ngồi đài tàng hình là thấy là mặt ông đỏ đỏ. Ông có uống chai nào không? À, dạ đó. Không, bị vô đây thấy khán giả đông rồi thêm các nhạc công rồi anh Lưng rồi cái làm như nó khớp hay sao nó muốn lên máu. Ghê rồi. Ý nói là lên máu á, giờ thôi
Tại vì sao? Bởi vì nói thì nói chứ lên lên máu thì còn cứu được, chứ máu mà xuống là cứ hết cứu. Rồi giờ ông ca câu dòng cổ nghe chơi đi. Ông thích nhất bài nào? À, không, bây giờ em không ca dòng cổ, nhưng mà em xin ca tám câu Phú Lục trong bài Bá Nha Tự Kỳ. Rồi, giữ nha. Mời bà con cô bác cùng thưởng thức. Kính thưa Ngài, cho tôi thân tượng bài đàn vừa phát dạo ấy là bài Đức Thánh Thang Thiết Thầy Nhan. Cả thích nhan hồi mà tôi nói đi cho ngồi tặng ông cuốn những bài ca dòng gỗ hay hả em nào? Dạ em xin cảm ơn anh Hữu Luân. Rồi và cũng sẵn đây thì nãy giờ em có dịp em ngồi gần chú Quỳnh Khải mà em không có biết. Ủa không biết hả? Dạ em mới vừa biết là em lên đây luôn á. Rồi sẵn đây thì em cũng xin chúc chú Quỳnh Khải cùng tất cả cô bác khán giả trong thính phòng trong buổi chiều hôm nay có một cái buổi thật là vui vẻ và sức khỏe. Rồi, đây cảm ơn anh Hiếu Cà Mau. Kính thưa bà con cô bác gần xa thân mến, chương trình trực tiếp phát thanh và truyền hình giới thiệu những giọng ca đoạt giải Bông Lúa Vàng và tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần đến đây xin phép được tạm dừng. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị và các bạn có được ngày thứ bảy thật hạnh phúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Biên tập và đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Ngô Tường Văn, thường được ban tổ chức, nhà báo Ngô Hồng Trinh. Hữu Lương vậy kính thực hiện, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.